thổ dân Úc đầu thế kỷ 19. Traditional Aboriginal dances were practiced among the tribal community. Những điệu múa này được lưu truyền trong các bộ lạc như một phương thức thờ phượng và tạ ơn bốn yếu tố của trái đất. It was a way for them to worship and give thanks to the four elements of earth: wind, fire, water, and land. Bốn yếu tố của trái đất là gió, nước, lửa và đất. So here to perform the sacred dance to the music of Djapana by Aboriginal is the kind of two boys. Và bây giờ sẽ được giới thiệu đến quý vị màn trình diễn điệu múa thiêng liêng trên nền bài hát Djapana sáng tác bởi do Phu Nhiên Đi từ các bé trai của lớp Kinder 2. Good day, my name is Kwan. Good day, my name is Yoko. Today we are going to take you on adventure. The way to the land of wonder. Australia. This is an Aboriginal and Torres Strait Islander dance. Enjoy. Taste my mind.